sáng nay trong khi đang làm nhiệm vụ tại đại lộ Thăng Long, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 11 kiểm tra hành chính lái xe ô tô biển kiểm soát 29L71002 đã phát hiện một xe chứa nhiều khối gỗ trên thùng xe. Ngay lập tức lái xe được mời về trụ sở để làm rõ vụ việc. Lái xe ô tô tên Đỗ Đăng Huy trú tại xã Canh Nậu huyện Thái Thất, tại thời điểm kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của 16 tấm gỗ chứa trong thùng xe, lái xe Đỗ Đăng Huy không xuất trình được hóa đơn chứng từ kèm theo lô hàng. Đại úy Phạm Văn Luyến, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 11 đã bàn giao xe, hàng và người có liên quan cho trạm kiểm lâm Hòa Lạc để tiếp tục làm rõ.